chớp ngân thù. Đây là cô tên gì cô nhỉ? Đây là cô chủ quán ạ, cô tên gì ạ cô? À vâng. Chủ quán cũng thành. Vâng. Mua xá này, mua xá năm ngoại, giờ đây là hết tiền năm ngoại. À đấy cô đã nói đây, mua xá năm ngoại hết tiền đâu mà. Rồi. Hết tư năm ngoại chứ hết giờ này. Chúng phao tin thế là dân cũng dám đến biển ăn uống thứ, miền Trung là. Ở Hà Nội vẫn bảo là không nên đến biển miền Trung rồi. Ở Hà Nội cháu ở mọi người cũng kháo nhau rồi. Bởi vì bảo là biển đấy con độc này kia. Hôm nay bọn cháu đi đến tận đây để biết được là nó có độc hay không và chứng minh cho mọi người thấy là đây tôi đang ở biển miền Trung đây, rất sạch, rất đẹp, đồ ăn rất là tươi ngon. Hôm qua ăn một loạt đồ tươi sống, không còn vấn đề. Người ta ăn nằm ngoài là các nơi không dám ăn, các vùng như ở Hà Nội không dám ăn nhưng mà vùng này vẫn ăn. Anh quay chưa? Rồi. Nhưng mà vừa vừa ngồi chỗ này. À con cứ kê đứng nói chuyện này bình thường. Thưa cô thì như cháu được biết thì cô đang là đang mở kinh doanh nhà hàng tại khu du lịch tại biển miền Trung. Thì cô có thể chia sẻ là vụ sự cố môi trường biển Formosa từ năm ngoái. Cô cái lượng du khách đến với lại nhà hàng của cô nói chung, nói riêng và đến với cái biển miền Trung này nói chung thì có tăng hay là giảm gì không ạ? Nói chung là năm ngoái là ở Hà Tĩnh thì là bị Formosa. Thế nhưng mà cái tin đồn nhảm là nghĩa rằng là người ta cứ bảo rằng là sẽ ảnh hưởng tới, thế nhưng mà không hề ảnh hưởng. Ở các dân các nơi không giảm ăn, nhưng ở vùng biển này người ta cam đoan 100% không ảnh hưởng. Cho nên ở đây ăn uống bình thường, từ năm ngoái giờ không có gì đáng ngại hết. Cô thế tại sao mà ở Nghệ An lại biểu tình ầm ĩ như thế nào ạ? Không biết. Có cái đồn là họ đòi quyền lợi trong vùng Hà Tĩnh luôn. Đây là những cái người mà ảnh hưởng ở đây thì ảnh hưởng. Thì là như năm ngoái nhà cô đây ảnh hưởng là khách cùng đến ít nè. Giảm đi nhiều vì là cái tin đồn nhảm giảm đi lượng khách thì họ cực, thì một số họ cực thì họ là bị kích động và họ bắt đầu họ ai kích động mà cô không biết, nhưng cô ở đây làm thì cũng không biết, nhưng mà riêng nhà cô thì năm ngoái là họ không, nhưng mà năm nay là giảm thuế, năm ngoái thì thuế hợp lệ rồi cho nên không giảm thuế, cho nên năm nay là giảm thuế. Rồi tôi là một chủ quán ở đây cho nên tôi cam đoan 100% là biển không có gì từ năm ngoái tới nay, cho nên mọi người cứ tự nhiên để là tắm biển nước trong xanh với lấy là ăn đặc sản rất tươi ngon, vùng biển là vùng biển đặc sản ngon nhất của miền Trung. Cảm ơn cô nhiều ạ. Hôm nay đoàn chúng tôi đi tham quan và cũng nhân tiện đây thì chúng tôi gặp một vài người dân sống và những người dân cư sống ở cái đất Nghệ An, Nghệ Tĩnh, miền Trung cũng gần miền Trung này. Như đây là bác Hải chủ cái nhà hàng và một cái quán karaoke. Bác là một người dân đã sinh sống từ nhỏ, bác là người dân ở tại cái địa phương này. Xin lỗi bác Hải cho cháu được hỏi bác một chút là thời gian gần đây, một vài năm đây thì các phương tiện thông tin tin đại chúng, nhất là từ hải ngoại hay những cái tổ chức xuyên tổ chức hoạt động nước ngoài, người ta hay đăng tải những cái thông tin mà viết trên mạng, những cái blog, người ta nói rằng là địa phương mường mình là cái khu vực miền Trung này là bị cái công ty Formosa xả thải làm ảnh hưởng đến cái môi trường biển ở cái địa phương mình. Thì theo bác thì những cái thông tin đấy có thật sự là đúng không, hay là đến những thông tin đấy là hoàn toàn bịa đặt sai sự thật? Thực tế mà nói thế này, cháu hỏi thì bác trả lời à. Và bác trả lời những cái gì bác hiểu à. Và bác biết, còn à. Những cái phạm trù vượt quá cái sức biết hiểu biết của bác là bác không trả lời. Thực tế trong cái sự cố môi trường của một xã còn bao nhiêu phòng là vẫn có phòng. Là vẫn có vâng, nhưng nó không nặng nề đến mức độ như những cái blog, những cái báo chí nước ngoài, những cái tổ chức phản động nó thổi phùng lên vâng. Nó lợi dụng một cái sự cố nho nhỏ nó thổi bùng lên thành một cái sự cố quá to
làm cho rất là nhiều người ảnh hưởng, rất là nhiều tổ chức đau đầu với cái sự cố đó. Nhất là người dân đúng không ạ? Nhất là người dân lao động, người dân lao động biển và những người là khổ sở cơ cực với nó đấy. Bởi vì ví dụ tôi nói ở bãi biển Cửa Lò rất là sạch, con cá ở Cửa Lò rất là sạch, nhưng những người dân bình thường như chúng tôi khai thác vì những cái bài báo đó, vì những cái blogger đó, nó thổi bùng thông tin lên, cuối cùng đánh cá về không bán được cho ai. Nhất là năm ngoái, năm 2016 cơ cực cửa hàng. Nhưng mà như năm nay thì bình thường thôi. Bây giờ người dân người ta đã hiểu rồi. Năm nay bây giờ người dân cháu hiểu rồi. Cháu xin lỗi bác, tôi là... nói một câu rồi. Bây giờ này, người dân Công Giáo rất là tốt thôi, rất tốt. Nhưng bởi tổ chức phản động nó đưa đến, nó làm cho... bác cái gì cho nói đã rồi. Nó đưa đến cho vùng miền quê này cái nỗi bức xúc của người dân, khách thì giảm sút, khách thì giảm đúng không, sản phẩm đánh, sản phẩm đánh bắt ra khó tiêu thụ, khó tiêu thụ chứ không phải là không tiêu thụ rồi. Đấy, cái thứ hai đây là đấy rồi. Cái thứ ba là khách du lịch nó mất khách, mất mà cái con người đến ăn, người ta muốn ăn sản phẩm thì người ta lại sợ. Mà chúng cháu hôm nay thực tiễn đến đây là chúng cháu 3 ngày liền chúng cháu ăn toàn bộ hải sản ngon lành cả đấy, vẫn ngon lành liền. Chứ tại sao chúng nó vẫn cứ tuyên truyền như vậy, bụng vẫn cười vâng êm ngon lành thoải mái đấy. Sản phẩm ngọt lừng đúng đấy, ba người ngọt lừng mực nháy ngon lắm, mực nháy ngọt lừng. Bọn cháu ngày mai là vẫn cứ phải mực nháy, cứ thế mà chiến mẹ coi là tươi luộc tôm thì nướng. Năm 2017 thì có một cái sự nỗ lực của Đảng và của Chính phủ, của mọi cái tổ chức, rồi những từng lớp nhân dân, người ta hiểu được lại vấn đề, tức là người ta có những cái nỗ lực để hạ nhiệt những cái thông tin sai lệch, gọi là thông tin rác, thông tin rác. Còn bây giờ tôi quay lại một chút về cái tổ chức lương giáo, cái này này lương giáo rất là tốt, vâng, đều là hai cái đạo lý dạy con người mình hướng thiện đến đỉnh cao của nhân loại. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy, tôi cảm nhận như thế này, thông qua báo chí tôi cũng thường xuyên theo dõi, có một số phần tử không đáng kể, không tốt với xã hội mình, có thể là có những tài trợ nào ở ngoài nước ngoài về nói xúi họ đây, anh hãy làm thế này đi là tôi tài trợ tài chính cho anh, không hiểu là những cái đó nó tác hại người dân bình thường đất nước mình. Vâng, em xin nói bác câu này. Thế nên là họ anh cứ để thổi phùng lên, mà bác vận nói động mọi người thế này kia lên đuổi con cua ra rồi trả lại môi trường sống cho biển này, trả lại tôm cá cho biển khơi này, tôi nói nhân dân thôi. À, như thế tôi thấy là không hợp lý. Đúng rồi. Mà cái nỗ lực khắc phục cái sự cố Formosa, chính bản thân Formosa cũng nỗ lực hết mình để khắc phục, không phải chính phủ mình đâu. Chào mừng bác này, Formosa đã cúi đầu nhận lỗi và đưa tiền đền bù bồi thường cho những mình rất là thỏa đáng, và họ cũng cố gắng khắc phục đến cái mức tối đa sức lực của họ. Đúng. Để là điểm sạch con người mình thân thiện hơn với nhau, đến với nhau thân thiện hơn đấy các bạn ạ. Một con người công dân bình thường như bao nhiêu người công dân bình thường khác cũng chân lấm tay bùn, cũng đứng ra biển để đi đánh bắt con tôm con cá, còn phát biểu được những câu như thế này thì các bạn thử tính xem những người khác có nên nói những câu nói như bác ở đây không. Không nên có những luận điểm như thế sai. Còn về tương lai đất nước mình còn phụ thuộc vào tuổi trẻ, phụ thuộc vào chuyển giao những cái nhà lãnh đạo, những
người ta cũng rất là đau đầu, rất là nỗ lực để xây dựng một lên. Đất nước con nó tươi đẹp, được đẹp hơn, hơn con người mình sống hạnh phúc hơn, đến với nhau thân thiện hơn. Vâng. Và xây dựng cuộc sống văn minh của xã hội tốt đẹp. Phải nói rằng là bác là một người nông dân. Niềm tin. Đây, các bạn hãy xem bàn tay của người lao động. Chai sạm của người bàn tay lao động. Sẵn sàng lao động và sẵn sàng hy sinh. Chứ không phải là xây dựng bảo vệ tổ quốc. Bác ơi, chứ không phải là đi biểu tình để kiếm đến 1-200 nghìn. Kiếm 1-200 nghìn cũng có. Đấy. Không nên như thế. Bác là một người kinh doanh về karaoke rồi nhà hàng. Như thế này thì bác có thể cho cháu biết là, bọn cháu được biết là trong cái thời gian 2-3 năm vừa rồi ấy, khi mà cái sự việc Komusa rồi những cái tin đồn thất thiệt về cái vùng biển như thế này, người ta đồn ra thì cái lượng khách đến và cái lượng khách tham quan ở cái vùng biển, vùng du lịch của mình ấy, nó bị giảm sút như thế nào, bác có thể cho bọn cháu biết được không ạ? Sự cố của 2016, vâng, của cái Formosa thì phải nói là ngành du lịch thất thu rất là đáng kể. Vâng. Nếu mà tính, bác chỉ tính được cái phạm vi kinh doanh của gia đình bác thôi. Vâng, vâng. Bác không nói ra phía ngoài, không nói ra phạm thu ngoài. Là bác thì mới bắt đầu kinh doanh karaoke từ năm 2016, tức là khi bác mở kinh doanh làm xong thủ tục đầy đủ thì là vừa vướng vô cái Formosa. Vâng. Và cái năm 2016 đó là bác cũng là một cái năm vừa là mở hàng nhưng mà vừa là gặp phải cái sự cố, cho nên nó rất là khó khăn. Lượng khách du lịch đến với bác nếu tính so với năm 2017 chỉ bằng 1/10 năm 2016. Có nghĩa là cái lượng thu đấy là do cái những cái tin đồn thất thiệt, không phải là do đấy. Thực sự là tại cái vùng biển nó bị bẩn. Đúng rồi. Đấy, nó là cái tin đồn thất thiệt. Do cái tin đồn thất thiệt mà làm cho lượng khách, ví dụ giảm ở suốt. Các tỉnh, ví dụ Hà Nội rồi Hải Dương rồi nó các tỉnh phía Bắc ít về đây. Vâng. Dẫn đến bác ít khách. Vâng. Lượng khách bác tính toán tầm khoảng 2016 thì bằng khoảng 1/10 2017. Rất nhiều đấy ạ, 1/10 là rất chi là rất nhiều, tổn thất rất chi là tổn nhiều. Tổn thất rất nhiều. Vâng. Một năm kinh doanh ế ẩm. Vâng. Ê chề của gia đình. Mà nó là ế ẩm của cả một cái ngành du lịch ở cái chưa cái nói địa đến phạm trù rộng. Vâng rãi đến cả cái thị xã Cửa Lò. Vâng, vâng. Thì nó là cái ý bác nói, cháu hỏi thì bác trả lời cái vấn đề góc độ riêng gia đình nhà bác. Có nghĩa là cái thất thu đó rất chi là lớn. Vâng ạ. Đất nước mình thiệt thòi, ngân sách nhà nước giảm rất là rõ rệt. Bác thấy rằng chúng cháu là người thực hiện từ đây ở và ăn thực phẩm ở đây, đúng không bác ạ? Đấy. Những người lao động chân chính như bác, bác hãy nói lên những vấn đề mà để rằng đây là những con người đã đến thực địa và kêu gọi những người có nhu cầu đi du lịch, đúng không? Những công nhân đến cái tour du lịch của họ hãy đến cái Cửa Lò, chứ đừng bỏ qua. Bởi vì sao? Đừng tin lời đồn nhảm. Và vâng, bác hãy kêu gọi. Rồi. Thế này 2017 là một cái năm khởi sắc của cái sự cố Formosa. Theo như nhận định của bác thì bác thấy lượng khách ở Hà Nội nói chung, Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói riêng, nói chung là đã về Cửa Lò khá đông. Và biển Cửa Lò cho đến giờ phút này rất là yên ả, rất là sạch. Thực phẩm hải sản, thủy hải sản biển rất là an toàn, mọi người cứ yên tâm sử dụng. Đây là bác nói ra một cái điều sự thật. Chính cái năm 2016 là cái năm sự cố môi trường biển rất nặng nề, nhưng bản thân gia đình nhà bác vẫn thường xuyên sử dụng hải sản biển.
mà cũng chẳng thấy có việc gì. Nhưng thưa bác, huống hồ gì năm 2017. Vâng vâng, sự cố đã được cải thiện rõ rệt và con hải sản biển nó đã có môi trường để cho nó sống, có môi trường để cho nó phát triển. Vâng. Thì tôi khuyên các bạn một điều, các bạn hãy yên tâm đến với Cửa Lò tắm biển và sử dụng hải sản biển. Vâng. Một cách tuyệt đối hãy yên tâm. Tôi vẫn luôn luôn khuyên các bạn rằng các bạn không nên nghe những cái lời xúi dục nhảm nhí để chống phá đảng, chống phá nhà nước mình, làm cho nền kinh tế nó lùi bại. Đúng rồi. Cuộc sống dân cơ cực ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cuộc sống của những người đi biển, những người dân nói chung trong trên toàn quốc, không nói riêng gì Cửa Lò mà không nói riêng gì Quỳnh Lưu. Dạ. Cho nên là mọi người hãy đến bình tĩnh, hãy nhìn nhận cho nó đúng đắn. Nhân đây thì cũng mạnh mẽ để, vâng để xây dựng một đất nước. Vâng, nhân đây cũng tiện đây có bác Hải thì cũng nhân đây cũng qua lời bác Hải thì tôi thay mặt cho dân và cũng qua những cái lời tự sự của một người dân sống sinh ra và lớn lên ở cái đây, mảnh đất Cửa Lò này thì cũng kêu gọi tất cả mọi người trong và ngoài nước, nếu có điều kiện vào những cái ngày nghỉ mùa hè nghỉ kia, hãy đến Cửa Lò, hãy đến đây là một cái khu nghỉ dưỡng rất chi là đẹp, rất chi là nên thơ từ trước đến giờ. Mong mọi người hãy đến ủng hộ vùng biển Cửa Lò, đấy cũng là mang một chút sức mình để xây dựng đất nước, xây dựng cái ngành du lịch của Việt Nam ta phát triển, vươn lên và phát triển. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là bác. Vâng. Bác thêm một chút thông tin về Cửa Lò. Dạ. Thực ra cái bãi biển Cửa Lò là một cái bãi biển đã được người Pháp tìm ra cách đây hơn 100 năm rồi. Vâng. Nhớ không hơi không chính xác là hơn 100 năm rồi. Dạ. 110 mấy năm rồi. Người ta đã tìm ra cái bãi biển này là bãi biển nó được tạo hóa sinh ra nó. Thực sự là rất đẹp ạ. Thật sự là sạch, thật sự là đẹp, thật sự là mát. Vâng. Đó là đấy, người Việt mình khi đó chưa đủ cái khả năng để nhìn được cái phong thủy rồi cũng là cái địa lý. Vâng. Nó có lẽ là cái thời đó con người mình chưa đủ cái suy nghĩ để tìm ra một cái bãi biển cho đẹp. Các cụ ngày xưa rất là ấy để mà nghỉ dưỡng đâu. Dạ. Mà nó là người Pháp tìm ra thay cho mình đấy. Dạ đúng rồi. Okay, thế nha. Vâng, thế thì cháu cảm ơn bác. Thế là qua đây thì cũng mong gia đình bác kinh doanh một mùa hè bội thu. Vâng ạ, thắng lợi. Vâng ạ, cảm ơn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đau, trong lòng người từng đã sóng trào dâng.